mày đừng có sợ vậy, bây giờ mày không dám làm gì đâu, em làm như sợ đấy. Quay chưa? Ừ. Rồi đang quay. Ừ. Ừ, lại đây. Quay đó mày, quay nó tiếp. Quay thằng đó tao. Trung quý. Kêu gọi ở đây ở. Chú anh á, tôi nói anh. Dân lịch sự đàng hoàng á, chào. Ôi, ta chào ta, anh hỏi vậy. Dân lịch sự đàng hoàng, anh mặc cái quần đó đi. Sao lịch sự? Rồi, đồng. Con đi, đi anh, tối con bận quần dài, áo ta ni, anh ta ni vô đi. Nếu mà anh á, phát biểu đồng bảy rồi đó, dân mà có vụ, dân có vụ không lịch sự là có vụ mà không chào là tầm bậy. Phát biểu tầm bậy. Anh phải tôn trọng tôi. Anh mặc quần tà lõn, ha. Chào anh làm gì? Vậy là ra đường là phải mặc quần dài. Ta mặc quần dài hay vậy? Ra đường là phải mặc mặc quần dài. Anh có từng mặc quần sợ không? Ra đường là bắt buộc phải mặc quần dài. Bà con dân nghe nghe, ra đường là phải mặc quần dài nha. Mặc quần dài không? Chào. Giữ tôi ăn gì, tôi ăn gì. Tôi gì? Tôi ăn 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 gì? Người ta đi đường à. Đây nè, không ép công dân gì nè. Đó, không có được quyền mặc quần sợ. Đây đây đây, êm dài vậy. Để tao nói. Trời ơi, tao đi đường tên là quần sợ. Bạn để tao nói câu cái bà con nghe nghe, ra đường là phải mặc quần dài nghe. Bà con không mặc quần dài là do cảnh sát giao thông không có tôn trọng bà con, không chào bà con nghe. Ừ. Bắt người ta cái gì? Trời ơi, anh trai trai người dân có ý kiến mà mặc giải thích là thấy không vui vẻ. Rồi. Gọi đây. Em không có chật gì, em đừng có sợ. Ở đâu? Chưa làm sinh viên, học về không? Đúng rồi. Bạn Sài Gòn không? Đúng rồi, trong em là dư sức thi vô mà. Khỏi nói, khỏi nói chuyện đó. Chủ đề đó khỏi nói. Chỉ có ba người thôi là gia đình thôi. Còn nãy giờ dân người ta ở đây công dân người ta bất bình anh ơi. Bất bình cái gì? Gia đình thôi. Dạ con ở đây là ai cũng gia đình của con, cho nên con đi chơi phát ngay trong gia đình con cho nha. Rồi. Thì tôi nãy giờ tôi nói đàng hoàng. À. Không, hồi nãy lúc giải thích đầu tiên chứ anh trai thấy vui vẻ, không có cho dân thứ nhất á, lúc mà kiểm tra anh á là anh chưa xuất trình được giấy tờ. Từ từ sức, từ sức ta phải có anh liền. Chạy về nhà anh lấy đúng không? Mẹ đem ra giấy tờ người ta đầy đủ đó rồi, chính xác không? Mà mẹ không. Chạy ra đem lấy không chính xác, mẹ chạy ra đem ra lấy đó. Cũng còn tôi trong đây kiểm tra anh không chính xác, giấy tờ đầy đủ. Nói chung đừng có nói, đừng nói nhiều, nói chung giấy tờ đầy đủ chính xác. Giấy tờ đầy đủ. Lúc mà tôi kiểm tra anh có hay không? Có. Đúng, chính xác. Rồi, nếu anh xác định có là anh nói dốc. Nói dốc cái gì? Giấy tờ đó, giấy tờ có. Đây nè, bây giờ móc giấy tờ ra cho dân ở đây. Anh nói đừng đó, móc ra là lúc đó là chạy về nhà lấy lại đây. Ha, bà con người ta ở đây biết. Thì nó lại trình đủ cho lấy chứng minh đủ quá hết trơn rồi, chứng minh lấy đâu bắt ta rồi, bây giờ giấy tờ con đâu rồi, tình tôi không đưa đây nè. Ừ, không có cho lấy xe đi đâu anh, vô vậy người ta dụ người ta vi phạm cái nào anh phạt ta cái đó, cái gì mà lôi xe người ta đi còn hơn ăn cuốc nữa. Nói chung là mình có giấy tờ cặt quẹt xe bằng lái đầy đủ, nếu mà vi phạm luật giao thông không đội nón là tạm giữ cặt quẹt đóng phạt vậy thôi, chứ không có lấy giấy xe. Tôi nghi là giấy xe lấy xe giả. Có quyền kiểm tra. Có quyền không đúng, ta nói đúng. Nghi, có quyền kiểm tra. Sao sớm mà giờ anh không nói? Không, có quyền, nghi thì kiểm tra. Anh đi nhờ thôi, để đó đi. Cho người ta nghi đi, người ta có quyền nghi. Vậy mà đi tình gì trời. Này không biết giao thông gì nữa, đi tình nói chuyện tụi bậy không. Nè bà con ơi, mình tờ người ta đã đợi gần nửa tiếng đồng hồ. Coi đã hồi mới nghi ngờ, người ta nói giấy tờ giả. Trời ơi, nghiệp vụ gì không biết nữa. Mình cả tiếng đồng hồ. Coi anh đàng hoàng, coi chừng anh có nồng độ cồn nữa nè. Mời, đúng rồi. Mời giao thông huyện đem máy lờ, có nồng độ cồn. Đồng chí Mai Ngọc Hà. Đồng chí Mai Ngọc Hà trong lúc thi hành nhiệm vụ có uống rượu. Đồng chí Mai Ngọc Hà. Say rượu luôn đó nè. Say rượu luôn nè. Say nồng độ rượu. Say rượu nè.
có xe hỏa mày làm đồng chí này có nồng độ rượu luôn, đồng chí này có nồng độ rượu luôn, đồng chí này có nồng độ rượu luôn, đồng chí này đồng chí gì cho dân kiểm tra ăn tên mà. Xe cũ ra, Trần Sam Hơn, Trần Sam Hơn, thật Sam Hơn, thật Sam Hơn, đồng chí này có đồng bộ vũ không nè, đồng chí này có đồng bộ vũ luôn, hai đồng chí này kiểm tra hai đồng chí này luôn, khỏi đây, lo đây đây, bỏ, quay rồi, hai đồng chí này đang làm nhiệm vụ. Đừng có động cho người ta, đừng có động cho người ta. Đúng rồi, đừng có động chạm, đừng động. Đúng rồi. Hai đồng chí này là thi hành nhiệm vụ là có đồng bộ vụ nè. Thật cảm ơn nè. Rồi, ok. Được rồi. Chúng ta dám ăn đâu? Mày dám không? Anh móc súng ra làm gì? Đồng chí này móc súng ra bà con ơi, đồng chí này móc súng ra là đồng chí này tên gì? Tôi bạn tên đồng chí đâu? Đồng chí này là móc chụp hình đó, móc súng đây, súng với dân nè, đồng chí này nãy là móc súng ra nè, mày tên gì? Không có tên. Đồng chí, bạn tên đồng chí đâu? Ok. Số nhà báo, điện nhà báo xuống đây. Không có dây quẹn, không cho đi luôn, không cho đi. Giữ lại sao? Giữ xe lại luôn, không cho đi luôn. Đang làm nhiệm vụ có đồng bộ, không cho đi. Đồng chí này có đồng bộ mà. Tất cả các đồng chí đều có đồng bộ. Không cho đi. Không cho đi. Kêu công an huyện, trưởng công an huyện ra mới cho đi. Mày xây dựng Để từ từ Mai Ngọc Hà, đồng chí có đồng đội vụ, đồng chí ở lại với tôi. Lại biết là đại quý Mai Ngọc Hà. Đây nè, bốn đồng chí thi hành nhiệm vụ, hai đồng chí có rượu, một đồng chí móc súng ra hù dọa dân. Đồng chí này nè, đồng chí này móc súng ra nè, còn đồng chí này có rượu nè. Anh không đủ tư cách làm việc, anh trả giấy tờ dân, giấy tờ xe cho dân nhanh lên. Anh không có đủ tư cách làm việc, người khác làm việc. Tại anh sai anh không được, anh làm việc với ông. Anh không đủ tư cách làm việc. Anh không có quyền mời.
anh không có quyền mời. Tôi nói anh nói lại có nồng độ bụng. Rồi anh nói gì, anh nói gì, anh nói đi. Mời anh về quyền. Anh không có quyền mời. Anh không có quyền mời. Anh say rượu rồi. Ở đây anh nói chuyện, ở đây đang chuyện, ở đây không có làm gì bậy á. Anh khỏi thấy ra. Anh cản tôi là cản sao? Anh nói tôi nghe thôi. Nói không được bắn người ta nè. Thằng kia. Tôi không có say rượu nè. Bắn mình người đó là trực tiếp. Nhưng mà tôi là chủ yếu. Còn thưa ông, bây giờ nếu có chuyện gì bây giờ anh Nguyễn giải quyết. Không có, yêu cầu là mấy cái đồng đội còn hỏi. Lấy giấy tờ xe lại, trả giấy tờ, trả giấy tờ xe lại cho dân. Không có đủ tư cách làm việc. Trả giấy tờ xe lại cho dân, không đủ tư cách làm việc. Trả giấy tờ xe lại cho dân nhanh lên. Không đủ tư cách làm việc. Đồng chí này có đồng bộ còn nè, đồng chí nào đang giữ giấy tờ xe đâu? Đây nè, đồng chí này đang giữ giấy tờ xe nè, anh không đủ tư cách để làm việc với dân, anh trả giấy tờ xe cho dân nhanh lên. Trốn hả? Bây giờ chạy trốn rồi hả? Biết thân rồi hả? Điện kêu giao thông huyện xuống đó đồng bộ còn. Dừng lại, kêu huyện không, anh cho nó cán bộ nào hồi nãy mà đang thi hành nhiệm vụ mà có đồng đội kêu cán bộ đâu đồng đội luôn. Chạy trốn hết rồi hả? Kéo nhau né hết rồi. Kéo nhau né hết rồi. Làm việc mà có nồng độ cồn, những đồng chí này là nè bà con ơi, những đồng chí này là không có tư cách bảo vệ lực pháp nhà nước. Trong lúc quá trình làm nhiệm vụ là say xỉn. Anh đi vô xe đi, đó. Bản thân say xỉn mà ra đường chặn xe. Những đồng chí này là không còn đủ tư cách để làm việc. Cái bắt nó lại. Không cho nó chạy được. Không cho đi, không cho đi. Con người giải quyết đó đồng bộ rượu mới cho đi. Chưa đó đồng bộ rượu không cho đi. Chưa đó đồng bộ rượu không cho đi. Chưa đó đồng bộ rượu. Chưa đó đồng bộ rượu không cho đi. 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 Không cho đi. Chưa đó đồng bộ rượu không cho đi. Nè, đồng chí này là đồng chí đang say rượu nè. Anh cản cái điện thoại tôi cái gì? Tôi có quyền quay, anh không có quyền cản điện thoại tôi. Tôi quay luôn anh luôn nè, anh này. Anh này anh cản tôi quay điện thoại nè. Anh không cho phép tôi quay điện thoại nè. Cán bộ nào mà có đồng đội vụ đó. Quay luôn. Người ta luôn. Ở đây ta biết lực không à? Anh có làm gì nữa? Để mẹ nó ngày mai 15 tháng 5 luôn. Trời ơi, nó có rượu. Không đang chạy xe nữa đâu. Chạy xe xuống đấy luôn. Thằng này nó xuống rồi ra. Bây giờ người ta đề nghị mấy anh là phải giải quyết nồng độ rượu cho người ta. Đây nè, Phan, tao nhắc với mày một câu nè. Phải mời có người đo nồng độ rượu mới chơi đi nha. Lấy xe giao thông có đồ đo nồng độ cồn. Yêu cầu lấy xe đo nồng độ cồn nha. Có cái đồng chí này, bây giờ đang nói có nhiều bạn cái hơi rượu nè. Trong đồng quay hết trở lại. Chú hù là có móc súng đó. Nè, đồng chí móc súng là đồng chí này nè. Móc súng nè. Có mày đó không? Mày có mày đó. Mày dính ra đâu. Đồng chí này nè, đồng chí móc súng nè. Đồng chí này là đang thi hành nhiệm vụ là có nồng độ rượu nè, say xỉn nè. Chú mình xe hết trơn hả? Quay phim. Chú mình xe hết trơn luôn. Bây giờ là kéo nhau trốn nè. Bây giờ đang nói chuyện nhiều tôi nghe hơi rượu nè. Không giải trình với dân được nè. Không giải quyết với dân được nè. Không giải quyết với dân trước nè. Chờ nó lâu, chờ cho hết rượu cái gì? Chờ hết rượu cái gì? Bà con nghe nè, nghe không cho chiếc xe này chạy đi nha. Chừng nào bỏ được nồng độ rượu mới cho chạy đi nha. Anh đồng chí 113 công an quận ơi, mình tới kiến danh chút xíu nè. Anh này không có gì nè cha. Ý kiến nè, đồng chí này nè, với mấy đồng chí này nè, đồng chí phải mời được công an giao thông huyện để đo nồng độ của hai đồng chí này. Dân mới cho đi, còn không là dân không cho đi. Dân không cho đi. Anh không có cho đi được đâu. Có nồng độ rượu mới cho đi. Có nồng độ. Đây nè. Bà con cứ đứng đi. Ai chán tôi chịu cho.
Tính nổ máy xe đi hả? Không có chuyện nổ máy xe đi đâu. Xe đây. Mày nổ máy xe đi.